Sau anh em xin chào các bác nhé. Em vừa dọn xong tiếp được một con Panasonic TR7 này. Một con rất là đẹp, mã số 19. TR7 bán thì nó quá là chạy rồi ạ. Thực ra thì bản chất từ TR3, TR5, 6, 7, 8, 9 tính năng nó giống hệt nhau. Còn từ TR3 đến TR7 thì mẫu mã y hệt. Đấy, nhưng mà tâm lý thì các bác vẫn cứ thích TR7 hơn. Mặc dù là TR7 thì nó đắt hơn TR3 1 triệu ạ. Nhưng mà em là người bán thì em cũng nói luôn là từ TR3 cho đến TR7 không khác nhau bất kể một tính năng nào. Thậm chí kể cả TR9, TR8 hay bất kể các dòng TH thì máy rửa bát đều tính năng như nhau. Còn từ TR1 cho đến TR9 thì tất cả kích thước này đều giống nhau. Tính năng này các bác đều giống nhau. Không có sự thay đổi về tính năng nhé. Thì các bác lưu ý là như vậy. Chứ không phải là mình mua máy TR7 để tính năng nhiều hơn TR3 là như vậy đâu. Còn TR8, TR9 thì họ chỉ thay đổi mỗi hai cái cánh này các bạn này. Đấy. Thay đổi màu cánh thôi, còn bản chất tất cả mọi thứ sự việc nó đều giống nhau hết. Đấy chứ các bác mình cứ lựa tầm tiền nào nó vừa thì các bác mua. Còn đây là một con TR7 đời 2014, rất là đẹp nhá. Đây, cái tem này thì đây là nó hơi bị xước cái tem tí thôi các bác nhá, chứ không phải là vấn đề gì. Này series 0279 này. Đấy, TR7. Tem này rất là đẹp. Nội thất ngoại thất sạch đẹp. Đấy, nước nóng bọc luôn. Nước nóng rửa với 80 độ C cho nên tất cả đều sạch bóng, không có sợ là các bác rửa bị bẩn nhé. Hàng đã gọi là hàng Nhật, nó làm để toàn các kỹ sư hàng đầu thế giới người ta làm cho nên các bác cứ yên tâm, về người Việt Nam mình chỉ được dùng thôi. Con này nội ngoại thất khá là mới luôn. Đây. Em bán là 3,9 triệu bảo hành 1 năm nhé, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc dao động từ 120.000 đến 150.000. Biến áp thì bên em bán là 500.000, loại 1.500W. Bác nào có nhu cầu bác ủng hộ bên em nhé. Chào các bạn.